Rồi, kênh Thanh Niên Đẹp xin chào toàn thể các bác quay trở lại với kênh YouTube của em. Thì trên tinh thần là chia sẻ những cái linh kiện về xây dựng, thì hôm nay em xin chia sẻ đến các bác cái mẫu khuôn con kê này. Đó, hiện tại thì con kê này thì đang được rất là ưa chuộng trên thị trường, nhưng mà chưa được phổ thông cho lắm. Thì nhiều nơi nó vẫn là dùng kê bằng đá đá 1 2 đấy. Khi mình đổ thì nó đổ mái ấy, thì là người đi dẫm vào nó sẽ là trượt ra ngoài và sắt nó sẽ không đều. Thì hôm nay em xin chia sẻ đến các bác những cái mẫu khuôn này. Đó, mẫu khuôn này để cho các bác về bác đổ này, hoặc là các bác thợ chuyên đổ về để đúc để bán mẫu khuôn con kê này. Đó, những cái viên kê sắt sàn này thì theo nhu cầu của các bác ấy, thì làm sắt sàn đi một lớp thì nó sẽ dùng con V3. Đó, còn là sắt sàn 2 lớp thì chúng ta sẽ kết hợp con V2 và con H6. Nhưng mà cũng tùy thuộc vào là mái, độ dày của mái, tùy theo các bác tính độ dày của mái. Đó, thì bên em có rất nhiều kích thước như từ H6 đến H9 và V1 đến V3 và D và con đa năng. Đó, rất là nhiều. Đây, như con này. Con này là con V2 này. Con V2 là con 25 2025. Đó. Con V2 này là có kích thước là 2 phân và 2 phân rưỡi. Một khuôn này là 30 viên. Đó. Như con này. Con này là con 25 30, tức là 2 phân rưỡi và 3 phân. Đó, thì dùng cho con H6 này. H6 này đi kết hợp với con H6 này. Khuôn này thì được 24 viên nhé các bác nhá. Cái độ nhựa của nó thì rất là dày dẫn. Bao đập vỡ luôn các bác ạ. Bao tét thoải mái luôn. Trừ khi lấy búa đập vỡ, đập thì em chịu. Chứ còn độ dày, độ diếc rất là dày. Bên trong này thì được dập chữ nổi, dập số nổi cho các bác nhá. Khi các bác đổ lên, đổ khuôn vào thì là nó sẽ có chữ in ở bên dưới. Đó, nhìn cái viên kê rất là đẹp. Và đây đây là con đa năng. Con đa năng này thì nó có 4 góc các bác ạ. Nó có 4 góc là 35 40 45 50. Cái khuôn này là 16 viên này. Đó. Ở giữa là nó có sẽ có lỗ buộc cho các bác. Cái này thì mình để dùng kê dầm, kê nói chung là đa năng thì các bác biết rồi đấy, thì kê kiểu nào cũng được. Đó. Nó có 4 kích thước là 25, 4 kích thước là 35 40 45 50. Đấy, tức là 35 phân 40 phân. À, tức là 3 phân rưỡi 4 phân và 45 4,5 4 phân rưỡi đó. À, và 5 phân. Tùy theo các bác ấy thôi. Đây là con H6 đây. H6. Đây là con này là con V2 này, 2 phân này, 3 2 phân rưỡi và 3 phân. Cái khuôn này thì có 32 viên. Cũng có lỗ buộc luôn, con đa năng này. Có lỗ buộc luôn, dùng để cho các bác kê kích cột dầm, dầm cột. Đó. Thì bên mình có đủ mẫu mã kích thước cho các bác lựa chọn nhá. Nếu bác nào quan tâm thì inbox cho mình hoặc gọi điện trực tiếp cho mình để mình tư vấn lấy những cái mẫu khuôn như nào như nào như nào. Đó. Thì mình báo giá trực tiếp luôn là 120k trên một cái khuôn. Đó, lấy từ 10 khuôn trở lên là bên em sẽ chịu hoàn toàn phí ship. Đó. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng, nếu chất lượng thì nhận, và không chất lượng thì cho em xin gửi tiền ship cho em. Đó, đấy là cái quy luật mua hàng rồi.
Vâng, và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.